có mới nới cũ. Chuyến này hơi thật, từ nay chuyến nào cũng như chuyến này thì chẳng mấy nhà mình giàu nhất nhì cả trấn này luôn. Khôn hồn thì để lại tất cả của cải vàng bạc xuống, ta sẽ tha cho một con đường sống. Hả? Cướp, cướp, chạy đi. Dám chạy hả? Chạy đàn chơi. Con ngựa khốn kiếp này, trời ơi, đau quá. Sao cơ? Con ngựa này của ông đã cứu ông khỏi đám cướp sao? Mà có vẻ nó bị thương rất nặng. Đúng vậy, nó đã lao ra cứu tôi khi những tên cướp chuẩn bị chém vào tôi. Nó đã đá túi bụi vào bọn cướp và đưa tôi chạy xa. Đời ông quả là may mắn, có được một con ngựa tuyệt vời như thế. Nói nó là ân nhân cứu mạng của ông cũng không qua đâu. Đúng vậy, nó là con ngựa anh hùng và tình nghĩa. Cho dù sau này, tôi thề rằng sẽ chăm sóc nó thật tốt đến hết đời. Này, anh Sáng ơi, dậy ăn đi. Anh Sáng, mày không nhìn thấy gì nữa sao? Sao giờ mày trở nên thế hả? Sao lại trở nên thành mù lòa thế hả ngựa? Làm sao cùng ta đi buôn nữa chứ? Chắc tao phải mua con ngựa khác thay thế mày thôi. Tao phải đi làm ăn kiếm tiền nữa chứ. Còn anh Sang gầy yếu quá rồi, chắc không thể hồi phục được nữa. Mà bắt con ngựa mới này ở chung chuồng với nó thì chật chội. Từ mai, con ngựa mới này sẽ giúp tao đi làm ăn, nên nó cần phải nghỉ ngơi. Mày chịu khó ở ngoài đi. Ê, con ngựa này giờ không còn được tích sự gì nữa. Để nó ở lại chỉ tốn thóc gạo thôi. Hay là thống khứ nó đi cho xong. Có chuyện gì thế? Nhanh lên mọi người ơi, có người đang kéo chuông kêu oan. Ê trời ơi, vừa sáng trời đã kêu oan gì chứ? Phiền quá đi, chẳng cho ai ngủ ngay cả. Xem ai đang kêu oan kìa. Ôi, chẳng phải con ngựa quý đã cứu mạng lão Lanh Ca đây sao? Ồ, sao nó lại trở nên thê thảm như thế chứ? Tôi đã chứng kiến lão Lanh Ca thề rằng sẽ chăm sóc nó đến hết đời cơ mà. Sao giờ lại ngược đãi, chuồng rẫy nó đến thảm hại thế này? Ừ đúng rồi, lão ta thật phong ơn bội nghĩa. Con ngựa đã giống chuông kêu oan, chúng ta hãy thể theo lệ làng, lấy lại công bằng cho con ngựa này đi. Ơ trời ơi, sao các người lại bắt tôi ra đây? Hãy nhìn đi, con ngựa đã từng cứu mạng ông, bị ông đối xử như thế đấy hả? Sao mày lại quay về đây? Mọi người bình tĩnh, dù sao nó cũng chỉ là một con ngựa thôi mà. Lão Lanh Ca, con ngựa này tuy chỉ là vật nuôi nhưng lại rất trung thành và tình nghĩa, dám xả thân cứu mạng sống cho ông. Vậy mà ông đã phản bội lời thề, ngược đãi con ngựa đã từng cứu mạng mình. Ông là kẻ bất nghĩa, sẽ bị trừng phạt theo luật làng. Ông ta đáng bị trừng phạt. Trừng phạt ông ta đi. Đúng vậy, trừng phạt ông ta đi. Em gái của thần mưa. Trong thời gian qua, các vị thần đã làm rất tốt vai trò của mình. Chúng ta hãy cùng nhau mang lại sự sống cho con người và muôn vật. Hãy tiếp tục như thế. Và lý do ta họp mặt các thần ở đây hôm nay là để chào mừng một vị thần mới. Em gái của nữ thần mưa, hãy tiến ra đây. Em gái của nữ thần mưa ư? Cô bé đó chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Em gái bé bỏng, chúng ta là những vị thần đầy quyền quy. Hãy tự tin bước ra diện kiến mọi người đi nào. Kính chào mẹ thiên nhiên và các vị thần.
Con là cơn mưa nhỏ. Con sẽ cố gắng giống như chị của con, trở thành một nữ thần mưa giúp ích cho đời. Từ nay, con sẽ theo chị mình, mang mưa đến cho vạn vật sinh sôi. Hãy trở thành vị thần mưa tài năng và đức độ nhé. Cha, em gái nữ thần mưa chắc chắn phải rất tài giỏi rồi. Đúng vậy, nữ thần mưa tài năng vậy cơ mà. Tất cả các khu rừng rộng lớn đều được thần mưa tưới nước sinh sôi. Cứ khi nào mưa rào xuất hiện là ta biết nàng mùa hạ đã về và ta sẽ được nghỉ ngơi. Bao nhiêu ngàn năm qua, nữ thần mưa luôn đúng lịch, không sai một ngày. Chị mình giỏi quá, mình phải trở thành một vị thần như chị. Bây giờ, chị em ta sẽ đi làm mưa dưới trần gian. Em hãy đi theo chị và làm phép giúp mọi người nhé. Vâng ạ. Dọc đường đi, họ gặp một lão hà bá đang hướng lên trời khẩn thiết cầu xin. Nữ thần mưa, xin nàng hãy giúp tôi. Tôi sắp cạn khô vì thiếu nước rồi. Hãy để cháu giúp ông ạ. Cháu cũng có thể tạo ra mưa. Cảm ơn cơn mưa nhỏ, cháu thật tốt bụng. Sao vậy nhỉ? Cháu sẽ cố thêm lần nữa. Cháu xin lỗi, cháu không đủ sức làm mưa to hơn giúp ông. Hãy để ta. Tạ ơn nữ thần mưa. Cảm tạ nàng đã cứu sống dòng sông này. Cơn mưa nhỏ, em nhìn kìa. Phía trước nhiều khói quá. Rất có thể bên dưới có đám cháy. Chúng ta hãy xuống thấp hơn xem. Chị, để em thử. Ừ. À! Em không sao chứ, cơn mưa nhỏ. Em gái bé bỏng, sao em buồn thế? Chị ơi, em buồn lắm. Em rất muốn giống như chị, trở thành một nữ thần xinh đẹp và tài giỏi. Nhưng em không thể tạo ra những cơn mưa lớn. Mọi người chỉ cần có chị thôi. Em thật vô dụng. Cơn mưa nhỏ của chị, mỗi vị thần đều có sứ mệnh riêng của mình. Em không thể giống chị, tạo nên cơn mưa lớn vì nhiệm vụ của chúng ta khác nhau mà. Thật vậy ạ? Nhưng sứ mệnh của em là gì? Đúng vậy, em sẽ tự tìm thấy nó. Giờ thì mùa đông đã qua rồi, hãy theo chị tạo nên những cơn mưa nhỏ. Nhưng để làm gì hả chị? Em thấy những cơn mưa nhỏ của em không ai mong đợi cả. Cứ đi cùng chị, em sẽ biết. Ôi, nữ thần mưa, đang làm mưa to quá. Mùa xuân của tôi không thể đến được. Một cơn mưa phùn mỏng manh, lất phất mới có thể kéo xuân về. Mấy tháng qua làm phép mệt mỏi, ta cần mùa xuân đến để được nghỉ ngơi. Nữ thần mưa, nàng hãy nhìn xuống trần gian. Cơn mưa của nàng làm chồi non và nụ hoa nát hết rồi. Chúng ta cần một cơn mưa nhỏ. Ta chỉ có thể làm cơn mưa to như mưa rào mùa hạ. Ta không thể hóa phép như mọi người mong muốn. Em gái ta sẽ giúp mọi người. Ra đi em, giờ là sứ mệnh của em. Đúng vậy, đúng vậy. Hãy mau làm phép đi cơn mưa nhỏ. Chị ơi, em có thể làm được sao? Mọi người cần em. Em đã nhận ra sứ mệnh của mình chưa? Mùa xuân đã thật sự đến rồi. Giỏi lắm cơn mưa nhỏ. Em thấy chưa? Ai cũng có sứ mệnh của riêng mình mà người khác không thể thay thế. Chỉ cần chúng ta nhận biết được sứ mệnh của riêng mình và hết lòng vì nó, chắc chắn sẽ giúp ích được cho đời. Em hiểu rồi ạ. Cảm ơn chị của em. Công chúa mặt trời. Chuyện kể rằng, ở một vùng đất xa xôi, có một chàng hoàng tử dũng cảm, sau bao khó khăn vất vả, đã chinh phục được nàng công chúa mặt trời. Từ hôm nay, chàng sẽ là chồng thiếp. Đây là chìa khóa của 40 căn phòng trong cung điện. Chàng được tự do đi bất cứ đâu.
trừ căn phòng thứ 40 chàng không được mở ra. Hỡi nữ hoàng đáng yêu nhất trong các vị nữ hoàng, ta xin vâng mệnh nàng, sẽ chẳng ai có thể xen được vào tình yêu của chúng ta. Từ đó, hoàng tử kết hôn cùng công chúa mặt trời, chàng sống trong cung điện của nàng. Ồ, căn phòng này có tiếng dế kêu thì phải. Tất cả đều rất tuyệt. Đây là căn phòng thứ 40 rồi sao? Tại sao công chúa mặt trời lại cấm ta không được mở căn phòng này chứ? Tại sao nàng lại làm vậy? Chà, cánh cửa này là bằng sắt, rất nặng đây. Ta cứ thử mở xem sao. Hãy rủ lòng thương tôi, hỡi chàng trai tốt bụng. Xin chàng hãy giúp ta. Giúp ngươi bằng cách nào? Có một cái ống nước và cái ca lớn bên cạnh ở góc phòng. Chàng hãy múc một ít nước vào cái ca cho tôi uống. Tôi sẽ đền ơn chàng. Cảm ơn chàng trai tốt bụng. Giờ thì công chúa mặt trời đã thuộc về ta. Thì ra ngươi là một kẻ hung thần. Mau đứng lại cho ta. Thả ta ra, thả ta ra. Ôi không, công chúa mặt trời của ta, chỉ vì tò mò mà ta đã để vuột mất nàng. Chàng phải đi tìm bằng được quả trứng do con vịt trời giữ. Quả trứng đó chính là sinh mệnh của tên khổng lồ. Nhưng trước khi tìm được quả trứng, chàng phải dũng cảm vượt qua cửa ải của mụ phù thủy tóc đen. Khi cần thiết nhất thì trải khăn ra, tôi sẽ đến giúp. Tên nào dám gõ cửa nhà ta? Tôi chỉ muốn kiếm việc làm. Mi thì có thể làm được gì? Tôi có thể chăn ngựa, quét dọn. Thôi được, người hãy chăn con ngựa cho ta. Phải đảm bảo chăm tốt, cho nó ăn no, đặc biệt không được làm mất nó. Xin vâng. Cho tôi miếng thịt ngon mà chàng đang ăn. Tôi sẽ kể cho chàng nghe những gì tôi biết. Ngày mai, khi đi chăn ngựa, chàng nhớ đừng để nó nhúng được chân xuống nước của chiếc đầm gần đó. Nếu không, nó sẽ biến thành cá trốn mất. Và nhớ, hãy để nó ăn no cỏ, thì chàng mau cưỡi nó. Nó sẽ đưa chàng đến nơi cần đến. Đừng hòng biến thành cá trốn khỏi ta. Con vịt kia rồi, nhưng nó ở giữa biển khơi, làm sao bắt được? Hỡi chim ưng, hãy đến giúp ta, đây là lúc ta cần ngươi giúp nhất. Lần này ta nhất định cứu được nàng. Hãy thả vợ của ta ra. Hỡi tên khổng lồ đáng ghét, cút đi cho khuất mắt ta. Nếu không mày sẽ chết nhóc con à. Ta đang nắm sinh mệnh của mày trong tay, tên khổng lồ gớm ghiếc kia. À! Ôi, vợ của ta, nữ thần ánh sáng ấm áp của muôn loài. Từ đó, hoàng tử và công chúa mặt trời sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Sự sống, ánh sáng ấm áp lại quay trở về với mặt đất. Sự tích hoa phong lan. Ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi nọ, có một bộ lạc tên là Aruaki sinh sống. Bộ lạc này may mắn bắt được một con chim orchid chuyên đẻ những quả trứng bằng vàng. Vì thế, cuộc sống của bộ lạc vô cùng sung túc. Thưa tộc trưởng, chim thần Orchid đã đẻ trứng rồi à? Vậy sao? tốt lắm. Mau mở tiệc để cả làng ăn mừng nào. Nào,
Chúc mừng bộ lạc ta đã có được một kho báu quý giá. Chúc mừng, chúc mừng. Từ giờ trở đi, dân làng ta đã có thể no ấm, không phải lo làm lụng vất vả nữa rồi. Mỗi tháng chim Orchid sẽ đẻ một quả trứng bằng vàng. Ta sẽ mang trứng vàng đi, đổi lấy tiền và chia cho tất cả mọi người. Hay quá, tuyệt vời quá. Nhưng loài chim này rất quý hiếm, không nơi nào có được, nên tất cả những người trong làng phải giữ kín bí mật này, đồng thời cũng phải thay phiên nhau bảo vệ tổ chim thần. Chúng tôi xin nghe theo sự chỉ dạy của tộc trưởng ạ. Thế này nha, ta sẽ phân công như sau. Các chàng trai sẽ nhận nhiệm vụ luân phiên nhau dương cao giáo mát, canh gác bên ngoài cổng làng. Còn các cô gái sẽ thay nhau phục quanh tổ chim phòng khi có biến. Nhưng tốt nhất vẫn là tuyệt đối giữ bí mật. Vâng, thưa tộc trưởng. Từ ngày có báu vật chim thần, cuộc sống của bộ lạc vô cùng thanh bình và sung túc. Cho đến một ngày. Đến giờ em phải về rồi. Vẫn còn sớm mà, ở lại với anh thêm chút nữa đi. Không được, em đã nói dối cha để đến gặp anh nên phải về nhà trước khi trời tối. Cha em mà biết em có qua lại với người ngoài làng sẽ trách phạt em cho mà coi. Sao cha em lại cấm em qua lại với người bên ngoài làng chứ? Đấy là quy định chung mà cha em đặt ra để bảo toàn bí mật của tộc. Em lại là con gái của tộc trưởng nên không thể vi phạm được. Bí mật gì thế? Có thể nói cho anh được không? Không được. Bí mật này chỉ có người trong làng được biết thôi. Em không được phép nói ra cho người ngoài biết. Nhưng anh đâu phải người ngoài đâu. Anh là người yêu của em mà. Sớm muộn anh cũng sẽ thuyết phục cha em để cưới em làm vợ. Lẽ nào em không tin tưởng anh sao? Nhưng mà em... Tin anh đi. Anh sẽ không thể tiết lộ cho bất cứ ai biết bí mật này. Thật chứ? Anh thề. Nếu như có nói ra nửa lời, anh sẽ bị thiên lôi đánh. Nè, đừng có thề nữa. Em tin anh mà. Cha uống chút trà cho ấm người ạ. Con gái ngoan. Tộc trưởng. Thưa tộc trưởng, tổ chim thần đang gặp nguy hiểm ạ. Một đoàn người đang tiến về hướng tổ chim để tấn công. Sao lại có chuyện đó? Làm sao họ biết được tất cả những người canh gác ngoài cổng làng đâu? Tất cả những thanh niên canh gác ngoài cổng làng đều đã bị đánh thuốc mê ngất xỉu. Bọn chúng đang tiến đến gần tổ chim, nơi chỉ có những cô gái đang canh giữ. Nghe bảo dẫn đầu đoàn quân chính là con trai của tộc trưởng bộ lạc Haruni ạ. Trời, không, không thể có chuyện đó được. Kìa, Maya, mau, mau đi kiếm ngựa đuổi theo nó và tập hợp tất cả dân làng đến đây. Các cô gái, nếu muốn sống thì hãy tránh xa tổ chim thần ra. Chúng ta chỉ đến lấy loài chim vô giá để đẻ ra trứng vàng này, sẽ không làm hại các cô đâu. Không được, chim thần là báu vật của bộ lạc ta. Các người từ đâu đến mà đòi cướp đi chứ? Mau cút ngay đi. Nếu các cô không tránh ra thì đừng trách những mũi tên này không có mắt. Dừng lại. Tại sao? Tại sao lại làm vậy? Anh đã từng thề với em cơ mà. Anh nói là anh yêu em mà. Từ lâu ta chỉ muốn lợi dụng cô để bôi móc bí mật này thôi. Nếu tình cô đã yêu thương ta thật lòng, hãy tránh ra một bên đi, để ta mang chim thần đi. Anh lừa tôi. Thì ra là cô đã tiết lộ bí mật. Cô thật là tôi sai. Tôi sẽ đền tội cho dân làng. Tôi sẽ bảo vệ báu vật chim thần Orchid của làng đến cùng. Cho dù anh có biết được bí mật này thì tôi cũng sẽ không để anh mang chim thần đi được đâu. Các cô đúng là ngu ngốc. Nếu không bao trèo xuống, chúng ta sẽ bắn chết đó. Cha tôi đã biết chuyện và đang cùng mọi người trên đường đến đây. Anh không thoát được đâu. Chúng tôi sẽ cùng giữ tổ chim cho đến cùng. Đúng vậy, chúng tôi sẽ giữ báu vật của làng đến cùng. Các người đừng hòng mang đi. Chúng ta không còn thời gian đâu. Mau mang con chim thần về trước khi bọn chúng đến. Phóng tiễn. Cho dù bị trăm tên vạn tiễn, Maya cùng các cô gái vẫn kiên định ôm chặt cành cây để bảo vệ cho tổ chim thần. Cuối cùng họ cũng chờ được tộc trưởng đến cứu viện. Chim thần được bảo vệ nhưng họ đã ra đi mãi mãi. Sau khi họ chết, từ chỗ cành cây,
Một thứ hoa ngát hương mọc thành chùm như tái hiện lại hình ảnh các cô gái anh dũng, kiên cường, bảo vệ báu vật của làng cho đến chết. Từ đó về sau, người đời nay gọi tên loài hoa đó là hoa phong lan. Vũ hội hóa trang. Ngày xưa, ở một thành phố nọ, có vị thị trưởng có lối sống đặt nặng địa vị giàu nghèo. Năm ấy như thường niên, thành phố chuẩn bị diễn ra vũ hội hóa trang của các em nhỏ toàn thành phố. Cái gì mà chỉ những em bé có trang phục hóa trang mới được có mặt trong tòa thị chính trung tâm để dự vũ hội? Lùi lại hết mau! Dân chúng họ không đồng tình, kéo đến hô hoáng ghê lắm. Hay là ngày ra gặp họ đi. Việc gì ta phải gặp đám dân đen đó chứ? Anh đem dán phụ lục bổ sung này dưới thông báo đi. Với các em bé không có trang phục hóa trang, thành phố sẽ sớm tìm một ngày khác để các em vui chơi. Xem ra không còn gì để nói thêm với ông ta nữa rồi. Mẹ ơi, năm nay con muốn may một bộ trang phục thật lạ. Con không muốn mấy bộ trang phục hoàng tử, thần tiên như mọi năm nữa. Mẹ may cho con bộ mới thật độc đáo nha. Được rồi mà, sẽ có bộ mà con thích. Cha nhìn kìa, năm nay có thêm bao nhiêu là tiệm may mới. Để ta dẫn con vào tiệm may đẹp nhất. Nhanh lên, mau đến tiệm may góc phố đi. Có một ông chủ tiệm kỳ lạ lắm. Nào, các bé lần lượt vào cả đi, thoải mái chọn lựa trang phục. Tất cả đều là miễn phí. Thế là chúng con có trang phục dự dạ hội rồi. Ba, con muốn mua đồ của chú Tí Hon. Gã này trông thật kỳ quái. Tiệm may của chàng Tí Hon không chỉ có các trang phục hóa trang công chúa, hoàng tử, mà còn có các bộ hóa trang tả tơi. Đó là bộ chăn vịt, bộ quần áo thợ nạo ống khói. Tớ thích mấy bộ này, lạ quá à. Tớ mặc vừa như anh đây nè, tớ là thợ nạo ống khói. Còn tớ là thợ đúc lò. Con thích nhất bộ này. Không được, cởi ngay bộ đồ rách rưới này ra cho ta. Không, con thích bộ đồ hóa trang này mà. Được rồi. Thế là đêm vũ hội hóa trang năm ấy diễn ra vui nhộn và đông đúc chưa từng thấy. Trẻ nhà giàu thì mặc các bộ hóa trang rách tả tơi, còn trẻ nhà nghèo thì thích thú với các bộ hóa trang hoàng tử, công chúa. Ôi trời ơi, muộn lắm rồi, về cởi ngay cái bộ nhếch nhác này ra đi. Nhưng khi đêm vũ hội kết thúc, không một đứa trẻ nào có thể cởi bỏ trang phục của mình. Kỳ lạ, sao cúc áo dính như keo vậy? Không cởi được. Dù sao thì con vẫn thích bộ này, con mặc thêm mấy ngày nữa cũng không sao mà. Một tuần sau. Ôi trời ơi, cô chủ kia rồi. Thì ra là cô ra đây lùa vịt thật. Trời ơi, bọn trẻ thành phố này sẽ hóa điên hết. Phải rồi, tên thợ bay kỳ quái đó. Tên thợ may quái quỷ kia trốn đi đâu rồi? Ta không tin mình không thể cởi mấy bộ đồ quái đản của ngươi khỏi người lũ trẻ. Vậy tiếp tục cởi đi. Ta đã thuê các ngươi là các võ sư khỏe nhất. Mà con bé Jin, mau đi tìm nó về đây ngay. Cha ơi cha, con thấy chú thợ may Tí Hon đó rồi nè. Chú ở ngọn cây đào chỗ lần trước là tiệm may á. Mọi người mau ra đó, công cổ kẻ lừa đảo lại. Các người đừng có mong bắt được ta. Mau xuống đây, tên lừa đảo kia. Ta đây chỉ có một điều kiện để đưa mọi thứ về như cũ. Đó là vũ hội hóa trang hàng năm phải để toàn bộ trẻ con thành phố tham gia. Trẻ em nghèo phải được cấp chi phí may trang phục. Người ra lệnh cho ta. Nhanh lên, ta không có nhiều thời gian ở đây nữa đâu. Tất cả là tại ông đó. Nhanh lên, nói đồng ý đi. Ta đồng ý. Nhà ngươi mau cởi bộ đồ đó khỏi người con gái ta đi. Và còn nữa, từ nay đừng có làm bất kỳ điều gì kỳ thị với người khác.
không rõ chàng Tí Hon ấy là một vị tiên hay là một người tốt từ một xứ sở đặc biệt nào đó. Nhưng kể từ đó, ngài thị trưởng không bao giờ dám ra một chỉ thị oái âm nào nữa. Trẻ em thành phố luôn mong ngóng đến mùa vũ hội hóa trang, ngày vui sướng trọn vẹn với tất cả các em. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!